Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lật tẩy trò trốn dân ăn vụng của ông Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã dùng tiền của dân để chăm sóc sức khỏe cho bản thân, thì nhiệm vụ của ông là phải khai báo trước toàn dân những việc đó. Hiện nay, nhà nước Việt Nam đang cho biết họ cần đến 170 triệu liều vaccine để chích ngừa cho toàn dân. Và chính quyền đã huy động tiền của dân đóng góp để mua vaccine này. Lẽ ra nhà nước thì phải xuất ngân sách mua vaccine trích miễn phí cho người dân như các nước khác trên thế giới đã làm. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản lại làm khác, họ quyên góp tiền từ người dân để mua vaccine trích cho dân. Nghĩa là với công dân Việt Nam, họ không được nhà nước lo mà họ phải tự bỏ tiền túi ra lo lấy. Tiền thuế của dân đóng đã không được sử dụng vào việc chăm sóc cho người dân. Đây hình ảnh lan truyền trên mạng mô tả quan chức giành quyền ưu tiên trích vaccine. Cũng theo chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo, thì họ đã đặt mua đủ 170 triệu liều vaccine để trích cho 70% dân số. Tuy nhiên đến nay, chưa có lô vaccine nào được cập cảng ở Việt Nam mà chỉ có vaccine do những nước khác viện trợ. Hiện nay Mỹ đã viện trợ được 5 triệu liều vaccine và theo các chuyên gia đánh giá thì vaccine của Mỹ là tốt nhất. Mới đây, báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cho biết họ đã dùng tiền của dân đóng góp để mua vaccine nhằm gửi mân hàng kiếm lời mà không nhập vaccine về cho dân. Đây là hành động không thể chấp nhận được. Dân đã rất khổ và họ đang hàng ngày chết dần chết mòn vì đại dịch mà Đảng đã dùng tiền của dân để gửi ngân hàng để lấy lãi. Và lượng vaccine hiện nay là rất ít ỏi nên dùng vaccine trích cho ai trước mới là quan trọng. Ở các nước, vaccine chỉ được dùng trích cho những người ở tuyến đầu chống dịch. Các chính trị gia không hề được ưu tiên. Tuy nhiên ở Việt Nam thì lại khác. Đảng Cộng sản Việt Nam đang dùng lượng vaccine ít ỏi để trích cho các quan chức. Mà còn đáng xấu hổ hơn nữa là họ đã trích lén. Lẽ ra việc này không bị lộ. Nhưng vì một người mẫu đã khoe trên mạng xã hội về trường hợp ông ngoại đăng ký trước cho cháu, nên mới lộ ra việc Đảng đã dùng vaccine ít ỏi trích cho quan chức. Trong khi đó, những người đang ở tuyến đầu chống đại dịch thì lại thiếu vaccine. Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã trốn dân ăn vụng như thế nào? Khi Quốc hội cho nhóm họp tại hội trường Ba Đình, bất chấp lệnh phong tỏa được ban bố, điều đó cho thấy họ đã giấu dân trích ngừa cho nhau. Đây là hành động ích kỷ không thể chấp nhận được. Đảng Cộng sản Việt Nam tự cho họ là đầy tớ của dân, nhưng thực tế thì họ ăn trên, ngồi chốc, tước đoạt quyền lợi của nhân dân mà hưởng thụ lấy cho mình. Việc Đảng Cộng sản giành lấy vaccine của dân lẽ ra không ai biết nếu không có những điều mắt thấy tai nghe trong vụ việc được tiêm vaccine nhờ ông ngoại. Dư luận không chỉ bức xúc về thói khoe mẽ của một vài cá nhân, họ còn có lý do để nghi ngờ rằng đang tồn tại một hệ thống nhiều lỗ hổng, tạo điều kiện cho những kẻ có tiền, có quyền lực chen ngang lấy đi cơ hội của những người đang cần vaccine nhất. Sau các sự vụ này, cơ quan chức năng đã vào cuộc và yêu cầu báo cáo và đưa ra hình thức kỷ luật xử lý. Tuy nhiên, cách xử lý chủ yếu mang tính chất xoa dịu dư luận, bỏ qua gốc rễ của vấn đề. Vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho hàng loạt các câu hỏi như tiêm vaccine dựa trên quen biết có phải là cá biệt hay không? Ai phải chịu trách nhiệm cho những sự việc này? Đang có những lỗ hổng nào trong việc phân chia vaccine? Bệnh viện Hữu Nghị cũng xác nhận cô Phương Anh đã tiêm vaccine tại bệnh viện, còn ông ngoại được nhắc đến chính là bố của cô Phương Anh, ông Nguyễn Thanh Hà, giám đốc bệnh viện Hữu Nghị nói rằng cô gái này có thi hoa khôi, là phóng viên báo chí thuộc diện ưu tiên tiêm vaccine. Ông cũng xác nhận bố cô này là giảng viên tại Học viện Quân y 103 và chính người bố đã đăng ký tiêm vaccine cho con gái. Đây là hình ảnh rất ít người dân được may mắn trích vaccine. Ông Hà thanh minh rằng, chúng tôi hôm đó tiêm cho các cán bộ cấp cao xong thì thừa ra 2 liều. Bố cô ấy có nhờ bác sĩ trong tổ tiêm là học trò của ông ấy giúp cho tiêm. Lời thanh minh này người ta mới biết rằng bệnh viện đã lén lút tiêm cho các cán bộ cao cấp mà không hỏi ý kiến dân và cũng chẳng công bố cho người dân được biết. Họ vận động dân góp tiền mua vaccine nhưng họ lại giành trích trước. Hành động này là gì khi người dân biết được? Và mọi người đều có thể dễ dàng tự đánh giá. Và Nguyễn Phú Trọng đã ăn vụng và bị lộ như thế nào? Ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, hình ảnh
thấy ông Nguyễn Phú Trọng đeo khẩu trang sau đó vứt đi một bên. Điều này cho thấy sự bất bình đẳng, ông là người đứng đầu đảng mà lại làm gương rất xấu. Trong khi đó, cả Hà Nội phải thực hiện lệnh phong tỏa và quy định giãn cách xã hội chống dịch ngặt nghèo. Ở một góc độ khác, ông Nguyễn Phú Trọng dám lột khẩu trang thì có nghĩa là ông đã được chích ngừa. Bởi đơn giản, người già yếu, đầy bệnh nền như ông Nguyễn Phú Trọng mà bị nhiễm Covid thì nguy cơ tử vong sẽ rất cao. Khi ông Nguyễn Phú Trọng đột quỵ tại Kiên Giang lần một, cả hệ thống y tế của Việt Nam phải lo cứu sống cho ông và không có lý nào họ lại để cho ông dễ dàng nhiễm bệnh Covid lần này. Chỉ có thể là ông Trọng đã chích ngừa thì mới mạnh dạn lột bỏ khẩu trang đến như vậy. Và mua vaccine thì yêu cầu dân góp tiền. Giờ ông Trọng lén lút chích thì khác thì ông phải giấu dân để ăn vụng vaccine của dân. Hành động này rõ ràng không khác gì hành động tham nhũng. Ông ta đã tham nhũng vaccine. Đây là dư luận đã được đặt ra. Có thể nói ông Trọng đã không sạch lắm khi không cho dân biết ông đã chích ngừa. Đây là một tư duy rất kỳ lạ. Vaccine là tài sản công với những dấu hiệu ăn xén của công như trên. Đáng ra ông Trọng phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, ở đất nước này thì ông Trọng lại là vua. Có thể nói hành động ăn vụng vaccine của ông đã làm dư luận phản ứng và các quan chức lại chỉ đạo báo chí giải thích. Nhưng dù có giải thích như thế nào về lý cũng không thể lọt tai. Đã danh không chính thì ngôn chẳng bao giờ thuận cả. Đây là hình ảnh trong Quốc hội ông Nguyễn Phú Trọng đã chích ngừa vaccine cho nên mới bỏ khẩu trang giả. Khi dư luận và báo chí phản ứng, các cơ quan chức năng đã phải vào cuộc. Thanh tra Bộ Y tế ngay lập tức yêu cầu Bệnh viện Hữu Nghị phải giải trình trường hợp vaccine ông ngoại. Ủy ban Nhân dân thành phố vào ngày 21 tháng 7 năm 2021 và đích danh Thủ tướng cũng đã yêu cầu kiểm tra xử lý nghiêm nếu như có chuyện tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký. Tuy nhiên, kết quả xử lý không thể hiện một sự rõ ràng nào cả, cũng không nhìn đúng bản chất của vấn đề. Chủ trương của Đảng là như thế thì tất cả những người giải thích chỉ là sự diễn trò mà thôi. Đó là cụ thể vào ngày 21 tháng 7, Bệnh viện Hữu Nghị đã xử lý kỷ luật và điều chuyển công tác nhân viên y tế trong vụ việc ông ngoại. Đã rõ ràng là một chiêu thí tốt. Vì nếu như không có sự cho phép từ những cấp cao hơn, liệu một nhân viên y tế có dám tạo điều kiện để người khác chen ngang hay không? Và câu hỏi đặt ra là vì sao ông Trọng không làm gương? Thực chất ông Trọng là người rất khéo, khó ai phát hiện được ra sai phạm của ông. Cho tới hôm nay người ta chỉ gián tiếp tìm ra những sai phạm của ông, chứ không thể tìm được trực tiếp. Ông Trọng cũng đã làm gương xấu như thế, thì làm sao bộ máy nhà nước xử lý thấu đáo từng vụ việc cho được? Và làm sao cơ quan chức năng phải trả lời câu hỏi này? Có bao nhiêu con ông này bà kia đã tiêm vaccine nhờ quen biết, nhưng khôn ngoan hơn nên không hoặc chưa khoe trên mạng xã hội. Và chính vì vậy, người dân không thể biết được. Đây là hình ảnh Quốc hội Việt Nam cũng đang tụ họp làm gương xấu cho toàn dân. Cư dân mạng đã phát hiện nhiều nhân viên của các công ty được tiêm vaccine dù các công ty này không thuộc diện ưu tiên. Điển hình, một số nhân viên và khách hàng của 25 Fit, một phòng gym tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng hình trên mạng xã hội và cảm ơn công ty đã tạo điều kiện cho nhân viên tiêm vaccine. Có thể nói, bộ máy nhà nước đã cho thấy họ quá thối nát trong trường hợp vaccine này. Người dân thì bị bỏ mặc. Hiện nay, quy trình quyết định người được tiêm vaccine phụ thuộc vào một số cá nhân và họ đã tiếp tay cho hành động nhờ vả, đi cửa sau. Bằng cách này, những kẻ có tiền, có quyền có thể mặc nhiên cướp đi cơ hội tiêm chủng của những người cần vaccine nhất. Cho tới nay, người ta thấy rằng không có cơ chế giám sát trong việc thực hiện. Nếu không phải là một, hai vụ lẻ tẻ bị vô tình lộ ra khiến dư luận bức xúc, liệu thanh tra có bao giờ vào cuộc hay không? Không có gì đảm bảo sự thiếu giám sát này không tạo điều kiện cho một thực tế còn tồi tệ hơn rất nhiều, đó là tham nhũng vaccine có hệ thống. Khi đó hậu quả không chỉ là việc người dân mất niềm tin, mà cả công cuộc chống dịch, bảo vệ sinh mạng của người dân cũng sẽ có nguy cơ thất bại. Và dân cứ mòn mỏi chờ đợi vaccine mà chết dần. Với gương kiểu mẫu của ông Trọng thì không biết có bao nhiêu người dân phải trả giá chính bằng sinh mạng của mình vì thiếu vaccine. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021 với bản tin Lật tẩy trò trốn dân ăn vụng của ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết
và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.